Cho các bạn xem xe xuống dốc này. Bác Tài đang xem xe có sự cố gì không.
bánh luôn kìa. Rồi nữa. Đồ sẽ luôn hết bánh luôn. Bọc xe đang nghiên cứu. Mẹ nó đắt cái mẹ chuyện của không mưa đắt mới đi, không bốc vô rồi tôi kêu nó đi. Cái đường mới mà nó. Đi đi ngủ. Lên đường cũ có được cái đi là ông múc lại đường cũ đó bên rồi. Hôm nay phải lót đường nữa. Đó lên vậy tao nghĩ đó. Đoạn này cua để xe quay đầu ghe lên. Hả? Đất cũng cao bị mát, em kéo dây tời để kéo xe lên.
bà. Quay đầu xuống cái dốc này các bạn, đây rất khó khăn, cái này cua gấp.